sắm rồi mẹ cũng đeo vòng quá trời, con cũng vòng quá trời luôn hả? Người ta gọi là gì ta? Vàng. Không phải, nguyên cái bộ này ta gọi là gì? Là ximen. À, ximen. Đeo nguyên cái bộ này nó vậy luôn đó hả? Ra mẹ con đeo giống nhau quá ha. Học thời trang ha. Thường là mẹ mua sắm cho mình nhiều hơn hay là mình mua sắm cho mẹ nhiều hơn chị? Mẹ mua sắm cho em nhiều hơn. Vậy hả? Dạ. À, mẹ thường là mẹ mua quần áo hay là mua trang sức? Mua tất cả luôn. Oh. Quần áo rồi kể cả trang sức đồ mẹ cũng mua luôn. Trời ơi. Đúng quá vậy? Dạ. Quá là sướng luôn rồi. Rồi có bao giờ mình cảm giác là mình buồn mẹ điều gì không? Dạ, nói chung là cũng không có gì buồn mẹ hết. Mẹ cái gì mẹ cũng thoải mái hết á. Không giữ ý cái gì cái mẹ la liền. Mẹ la nhưng mà cái lời của mẹ nó nói chung là nó thân thiết lắm, nó không có làm cho mình giận được. La là lời thân thiết hả? Dạ. Là, là giống như la sao lời thân thiết sao để mốt giống như là la lại lọc thôi. Nó thân thiết thôi. Mẹ nói là ừ cái này mẹ không vừa ý nè, mai mốt con phải sửa lại đó. Nói nhẹ nhàng nói vậy nhẹ hả? Nhàng vậy thôi. Hay vậy ta. Ừ, cô chẳng lẽ chị không bao giờ làm mà cô quạo hả cô? Không, nó tao cái nó cười tét tét vậy đó. La nó cũng vẫn cười vậy. La cũng cười vậy luôn hả? La cũng vẫn cười. Cô la còn cũng cười y chang vậy nha. Dạ con cười hoài. Đấy, cái hay của nàng dâu là gì? Thôi mình coi như mình không biết đi ha. Dạ. Mẹ la thì mình sửa thôi. Cô ơi, cô thấy mình với lại chị dâu á không hợp nhau điểm gì không cô? Cũng không có hợp nhau là không có nhiều. Ví dụ chăm sóc con thì mình con cháu thì mình thương phải không? Yeah. Thì chiều thì nói là con phải lo cho con ăn uống xong rồi con phải làm. Yeah. Để nó quá giờ là nó không có tốt. Yeah. Thì như mấy cái chuyện lặt vặt vậy thì mình hay la, mình lo cho cháu vậy thôi chứ không có vấn đề gì đó. Chứ không có gì mâu thuẫn lớn không? Không, không có. Có bao giờ em phát hiện ra mẹ buồn điều gì mà em xin lỗi mẹ không? Dạ, yeah, thì hồi đó giờ cũng chưa có làm mẹ buồn gì nhiều nên là cũng chưa có nói là xin lỗi mẹ. Cứ la không rồi thôi vậy đó hả? Dạ, yeah, la xong rồi phải sửa, mình sửa thôi. Đối với mẹ mình á, chị có những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Dạ, kỷ niệm đáng nhớ thì hôm nay lên đây cũng mới bật mí với mẹ là hồi lúc mà con sanh đứa con đầu tiên á, thì bé thường hay khóc khóc đêm á, thì mẹ cũng thương cháu nên là mẹ mới đi đi xin phép về cho thì kêu em là để một miếng giấy gói và một miếng đốt cho con nó uống. Mình tên Nguyễn Thị Mười, ở Chợ Ôn Vĩnh Long. Xin chào Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ chào cô. Dạ. Dạ xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ xin chào chú Quyền Linh, xin chào MC Lê Lộc. Dạ chào quý vị khán giả. Em tên Lê Thị Như Liễu. Em là con dâu của mẹ. Chị làm dâu của mẹ bao nhiêu năm rồi? Dạ làm dâu của mẹ được 6 năm. Wow. Năm. Dạ. Mình có mấy bé rồi chị hả? Dạ 2 bé. À. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng nhìn thấy cô con dâu của mình á, thì mẹ chồng thấy ấn tượng điều gì không? Ngày đầu tiên á thì mình đi chơi với bạn ở Vĩnh Long, rồi mới đi vô karaoke ca, mới gọi cô dâu này lại, lại chơi. Lại có quen trước đó rồi hả cô? Là tại vì quen rồi, biết rồi. Như là cũng gặp mấy lần rồi thấy, lại lần sau mình mới thấy, nhìn bé này sao nó hơi nhỏ con mà nhìn nó cũng dễ thương, là biết cách lo chu đáo. Với ấn tượng nhất là mắt nhỏ. Rồi ấn tượng gì nữa không? Ngoài đôi mắt nhỏ, bé cũng rất là ngoan, biết chăm sóc. Còn chị thì như thế nào nhờ? Ấn tượng đầu tiên thì em gặp mẹ thì mẹ nói là nói chuyện rất là thoải mái. Thì lúc đó thì mẹ điện cho em nói là bao giờ thì cô gặp con được. Cái em thì em mới nói khoảng 4 giờ nha cô. Ok con. Mẹ rất là thoải mái, tạo cho em cảm giác rất là thoải mái. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Rồi sau đó về làm dâu đó, cô này có làm tròn trách nhiệm của mình hay không? Làm tròn trách nhiệm mà nhưng là mới thì bé cũng chưa có hiểu ý bà già chồng hung. Thì nhưng cái gì bé làm không dữ ý thì mình phải nói. Như là ăn uống vậy đó, như là mình thì thích ăn mặn, bé thì làm hơi lạc. Bé phải nói thôi là để mai mốt con làm lại cho mẹ. Vừa bé làm không dữ ý thì mình nói liền hả? Tại vì con á là làm cái này là mẹ không dữ ý, con sửa lại cho mẹ. Thì là bé sẽ sửa liền. Rồi bé có giặt giũ quần áo này kia thì cho mẹ chồng không? Bé làm hết tất cả hả? Hết luôn trong nhà luôn? Dạ. Ô, vậy thì giỏi quá trời đất rồi. Chị với mẹ hợp nhau điểm gì? Em với mẹ hợp nhau là đi mua sắm nè.
tất cả quần áo mặc đồ này kia cũng hợp nhau luôn. Hay đi mua sắm. Dạ đúng rồi. Sắm rồi mẹ cũng đeo vòng quá trời, con cũng vòng quá trời luôn hả? Người ta gọi là gì ta? Vàng. Không phải, nguyên cái bộ này ta gọi là gì? Là xi men. À xi men. Đeo nguyên cái bộ này nó vậy luôn đó hả? Ta mẹ con đeo giống nhau quá ha. Hợp thời trang ha. Thường là mẹ mua sắm cho mình nhiều hơn hay là mình mua sắm cho mẹ nhiều hơn chị? Mẹ mua sắm cho em nhiều hơn. Vậy hả? Dạ. Mẹ thường là mẹ mua quần áo hay là mua trang sức? Mua tất cả luôn. Oh. Quần áo rồi kể cả trang sức đồ mẹ cũng mua luôn. Trời ơi. Đúng quá vậy? Dạ. Quá là sướng luôn rồi. Rồi có bao giờ mình cảm giác là mình buồn mẹ điều gì không? Dạ nói chung là cũng không có gì buồn mẹ hết. Mẹ cái gì mẹ cũng thoải mái hết á. Không giữ ý cái gì cái mẹ la liền. Mẹ la nhưng mà cái lời của mẹ nó nói chung là nó thân thiết lắm, nó không có làm cho mình giận được. La là lời thân thiết hả? Dạ. Là giống như la sao lời thân thiết sao để mốt giống như là la lại lọc thôi. Nó thân thiết thôi. Mẹ nói là ừ cái này mẹ không vừa ý nè, mai mốt con phải sửa lại đó. Nói nhẹ nhàng nói vậy nhẹ nhàng vậy thôi. Hay vậy ta. Ừ cô chẳng lẽ chị không bao giờ làm mà cô quạo hả cô? Không, nó có cái nó cười tét tét vậy đó. La nó cũng vẫn cười vậy. La cũng cười vậy luôn hả? La cũng vẫn cười. Cô La còn cũng cười y chang vậy nha. Dạ con cười hoài. Đấy, cái hay của nàng dâu là gì? Thôi mình coi như mình không biết đi ha. Dạ. Mẹ la thì mình sửa thôi. Cô ơi, cô thấy mình với lại chị dâu á không hợp nhau điểm gì không cô? Cũng không có hợp nhau là không có nhiều. Ví dụ chăm sóc con thì mình con cháu thì mình thương phải không? Yeah. Thì chiều thì nói là con phải lo cho con ăn uống xong rồi con hãy làm. Yeah. Để nó quá giờ là nó không có tốt. Yeah. Thì như mấy cái chuyện lặt vặt vậy thì mình hay la lo cho cháu vậy thôi chứ không có vấn đề gì đó. Chứ không có gì mâu thuẫn lớn không? Không, không có. Có bao giờ em phát hiện ra mẹ buồn điều gì mà em xin lỗi mẹ không? Dạ yeah, thì hồi đó giờ cũng chưa có làm mẹ buồn gì nhiều nên là cũng chưa có nói là xin lỗi mẹ. La không rồi thôi vậy đó hả? Dạ yeah, la xong là phải sửa, mình sửa thôi. Đối với mẹ mình á, chị có những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Dạ, kỷ niệm đáng nhớ thì hôm nay lên đây cũng mới bật mí với mẹ là hồi lúc mà con sanh đứa con đầu tiên á, thì bé thường hay khóc khóc đêm á, thì mẹ cũng thương cháu nên là mẹ mới đi đi xin phép về cho thì kêu em là để một miếng giấy gói và một miếng đốt cho con nó uống. Tới giờ thì em cũng giấu mẹ là em không bao giờ đốt cho con nó uống. Con nói chắc bị la rồi. Dạ đúng rồi, nói rất bị la nên là mấy lén con đốt luôn thì con không cho bé nó uống. Thiệt, đốt cho bé uống thì sợ quá. Sợ cái đó sợ. Nó không có điều gì để chứng minh được là nó tốt hết trơn á. Chỉ có đó thôi. Mẹ không biết mà mẹ biết mẹ buồn. Ngoài cái chuyện mà nấu ăn nấu nước mà cô dâu có thể giúp mẹ rồi, còn có giúp mẹ được việc gì nữa không? Mình á thì bán với chợ, thì ở nhà cơm nước thì với chăm coi con, rồi ở nhà nó tự làm. Nhưng mà trong gia đình á, thường á là cái việc chi tiêu á, đi chợ mua đồ này kia rồi đóng tiền điện tiền nước này kia đó thì ai lo? Mình lo. Cô dâu có lo lần nào không? Dạ sau này thì mới lo, sau này em có công việc công ăn việc làm thì em mới lo. Trước đó thì một tay mẹ hết. Đấy, đôi khi mà cô dâu chuyện này hết sức là nhạy cảm, mẹ cứ đóng hoài, mẹ cứ lo hoài, cô dâu cứ nhìn cười hoài đó là nó dễ xảy ra mâu thuẫn lắm. Dạ không phải, thì lúc đó thì chỉ ở trò ở nhà một mình với mẹ thôi. Ông xã thì không có nhà nên là đâu có ai chăm con đâu, đâu có làm gì ra tiền đâu mà lo. Ông nên xã là... em đi làm đâu mà không có nhà? Dạ đi làm ở nước ngoài á. Dạ rồi bao lâu mới về một lần? Chắc cũng cỡ mấy năm mà hả, một năm mấy mới về á. Thì ở đó thì ở nhà chỉ có em với mẹ, rồi mẹ chăm con phụ em như thế này kia hết, mẹ lo hết tất cả. Có phải là do gọi là chồng của con dâu đi làm xa rồi cô thay thế luôn con của mình, vừa tình yêu của mẹ rồi vừa tình yêu của con tại trai vì, mình à, dạ tại vì con của mình á là thằng nó đi Hàn Quốc đi còn một năm mấy nữa mới về cưới cô dâu này cưới xong rồi mới đi chở qua bển. Thì tất nhiên là cô dâu này ở với mình, rồi thằng con thì qua bển khoảng năm mấy nữa hết hạn nó mới về. À, khi về là có con kêu biết đi kêu ba ba rồi. Vậy là chồng nhà thay thế luôn ha. À. Đó là một cái cách để bù đắp cái thiếu thốn tình cảm của cô chồng. Ở nhà là có mình đó mà mình thì thương cũng như là con gái vậy đó. Dạ. Chứ không có là coi là con dâu. Nhưng mà trong suốt 6 năm qua cho đến tận bây giờ cô, thì có điều gì mà cô chưa hài lòng ở chị không? Thì nói chung là có ngày đó bán đồ với chợ á, mình không có nhà. Cái bắt đầu kêu con dâu xuống bán thế. Thì bữa đó anh ta mới lại đổi đồ. Thì con bé này nó không có biết, nói chung là nó không được vui á.
Rồi cô mới về là cô mới la, cô nói là khách người ta đổi đồ thì con phải làm cho vừa lòng khách đến vừa lòng khách đi. Dạ. Đó thì có la vậy thôi, la rồi thôi chứ cũng không có giận gì, rồi nó cũng sửa chữa. Nó tại vì nó mới qua bán cười không biết. Đúng không? Rồi bao giờ là con chồng con vẫn có giận hờn trước mặt mẹ chồng không? Dạ không. Ví dụ như có cự cãi xong rồi con buồn thì con qua con nói chuyện với mẹ vậy thôi. Vậy thôi đó hả? Dạ. Mình gầy nói thôi giờ hai vợ chồng con á thì đứa nhịn tiếng. Dạ. Nói không, con là vợ con nhịn chồng đi, ví dụ nó có nóng thì con giận nên là đừng có lớn tiếng với nó, mai mốt nó hết giận rồi con nói thì cũng gầy la cho con mình chung vậy đó. Có bao giờ con dâu nó đánh con cháu nội mình trước mặt mình không? Cũng có. Tại vì nhà bé nó hơi lì thì đánh dạy vậy thì như mình cũng la nói em đánh thì nhẹ nhẹ thôi, không có được đánh mạnh. Cưng cháu nội. À cưng cháu nội. Ôi giờ nó la lớn tiếng là làm cô giận không? Cũng giận, giận mới la nó. Nó nhỏ con đừng có la hung chứ đừng đánh nó sợ tội nghiệp. Rồi cô dâu có làm không? Đến thinh à, là ngày nó không có không la, nó không có làm nữa. Mà cái nàng dâu mà hay giống như là cười cười rồi cho qua là hay giữ trong lòng lắm. Em không biết có... là chị có cái điều nào mà chưa từng chia sẻ với mẹ không? Dạ không, thì mẹ la thì nói chung thì cũng những chuyện nó bình thường không à, chứ những cái chuyện đó thì mình sửa chữa được nên dạ. Là cũng không có gì gọi là giữ trong lòng á. Ừ. Với lại là tính tình của mẹ là thẳng tính lắm. Dạ. Nên là giận cái rồi la thì thôi, rồi xong thì mẹ con vẫn bình thường vậy thôi. Mình sửa đổi ra vậy thôi chứ họ cũng không có vấn đề. Thấy gì thấy mẹ cũng vui vẻ, mà con người vui vẻ thì chắc cũng ít giận hờn ai. Dạ đúng không? Dạ lâu lâu nóng tí xong rồi thôi đúng không? Cô con dâu thì cũng ai la cười mình cười thôi. Ở đây sẽ ít có xảy ra những mâu thuẫn. Dạ. Vậy thì hôm nay là cái mục đích mình lên chương trình này để làm gì? Dạ để có kỷ niệm bên mẹ, với cũng thông qua chương trình để gửi lời cảm ơn đến mẹ đã chăm sóc con trong quá trình là ông xã con không có nhà. À, thấy không, thấy con dâu chu đáo kìa. Chuẩn bị một cái kỷ niệm cho mẹ luôn á. Dạ. Còn mẹ lên trình này mẹ muốn nói điều gì? Mẹ cũng mong là hai vợ chồng con sống hạnh phúc với nhau, chăm lo cho cháu nội mình mạnh khỏe, mau lớn vậy thôi. Ừ. Còn bây giờ là chú Quỳnh Linh sẽ đọc cái thư của chồng con coi chồng con muốn gì giữa mẹ chồng nàng dâu nha. Dạ. Gửi mẹ của con, hôm nay thông qua chương trình con muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ. Con chưa từng nói với mẹ, mẹ ơi con cảm ơn mẹ vì cuộc đời này mẹ luôn che chở và yêu thương con trai. Cảm ơn mẹ, bà đã chăm sóc yêu thương vợ và con của con trong lúc con không có ở nhà một thời gian dài, và mẹ luôn luôn bên vợ chồng con lúc chúng con gặp chuyện khó khăn, và đôi khi con có lời lẽ không hay trong lúc giận làm cho mẹ buồn, và mong mẹ bỏ qua những lỗi lầm đó cho con. Còn với vợ, anh cảm ơn em đã cho anh một gia đình hạnh phúc và hai đứa con ngoan, và cuộc sống này còn nhiều khó khăn, chúng ta cùng đồng lòng vượt qua những giai đoạn khó khăn đó thì đến hết cuộc đời này và sống hạnh phúc em nhé. Cuối lời, con mong muốn ba và mẹ không còn bận rộn và lo lắng cho chúng con nữa, và chúng con sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của mẹ để mẹ sống lâu bên con cháu. Cuối cùng, chân thành cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho gia đình em có một kỷ niệm thật đẹp bên mẹ và gia đình. Duy Kim. Không, không thì cô cảm giác thế nào về những lời lẽ chia sẻ của con mình? Nghe con nó nói những lời vậy là cũng rất là cảm động, thương con. Có bao giờ con trai tâm sự với mẹ chưa? Thì có, mà nhưng ít thôi, nhưng mà nó không nói như là trong chữ viết con thơ. Ví dụ ngoài thì tâm sự thì cũng ít. Thật sự trong sâu thẳm của nhiều con trai cũng muốn nói với mẹ điều đó. Dạ. Nhưng bởi vì tính đàn ông ngại vậy thôi. Dạ. Chứ thật sự mà nói thì cũng chính là con trai là thương mẹ dữ lắm. Còn em đọc những lời của chồng chia sẻ thì thấy sao? Nói chung là em cũng cảm động. Nhưng mà em nói chung là hồi xưa giờ ông xã em cũng chưa nói những lời được giống như trong thư. Nên em cũng hơi bất ngờ. Thấy chưa? Hỏi như người đàn ông trên thế gian này, tại sao ta không tìm cách nào đó để nói chuyện với những người phụ nữ những lời yêu thương ngọt ngào? Mẹ yêu, vợ yêu, thương mẹ lắm, yêu vợ lắm.
hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Ngày hôm nay thì đến với chương trình này á, cô có mong muốn chị thay đổi điều gì không cô? Nói chung là cô cũng mong muốn con dâu cô thì lúc nào nó cũng là chăm sóc cho cô, cho chồng, cho con, với hai vợ chồng nó hạnh phúc rồi sống vui vẻ bên con cái vậy thôi. Dạ. Còn chị thì như thế nào ạ? Em thì em cũng mong muốn cho mẹ thật nhiều sức khỏe để em có điều kiện sau này thì em sẽ dẫn mẹ đi du lịch nước ngoài. À, hay quá, nhớ là đưa mẹ du lịch nước ngoài nha. Dạ. Của em làm công việc gì? Dạ, công việc của em là dược sĩ, bán thuốc tây tại nhà. À, bán tại nhà luôn. Dạ. Khỏe quá, còn ông xã? Còn ông xã thì cũng phụ bán thuốc tây chung với em với ở nhà luôn. Rồi vậy sức khỏe mẹ hai chồng lo được rồi. Dạ. À, rồi, cảm ơn mẹ chồng đã đưa con dâu đến đây tham gia chương trình. Chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công nha. Dạ, cảm ơn Quyền Linh nha. Dạ, tôi đẹp quá. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình, chúc gia đình hạnh phúc và bình an. Dạ, con cảm ơn. Cảm ơn Quyền Linh. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Em xin gửi tặng chị bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Son lì không chì với nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, giúp tự tin trong mọi ánh nhìn. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-in-1 Care For. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Care For gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Dạ, cảm ơn cô. Xin chào Linh. Chào cả nhà.